Xin chào mọi người nha. Hôm nay mình xin chia sẻ cái kiến thức về cái ngọc lên nước nha. Đây là cái miếng ngọc bích mình đeo cách đây 6 năm rồi. Bây giờ nó lên nước là đẹp không? Đó, xanh tươi. Đó, đẹp ghê luôn. Đó. Đây. Đây mình lấy một cái viên đá ngọc bích này ha. Coi như là một cái ví dụ ha. Ở trước cách đây 6 năm thì mình cũng đeo nè, nó giống y chang vậy. Thì vào ban đầu mình đeo á, nó cũng như vậy. Đây phần thịt bên trong, phần vỏ ha, thì mình cứ đeo từ 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 đó. Thì theo thời gian thì những cái dãy nhỏ này đó, bên ngoài kia nè, nó không có bám dính chặt ở trong cái thịt á, nó sẽ rớt ra ngoài, còn lại những thành phần mà bám chắc á, sẽ giữ lại đó, để dễ hình dung cho cái việc mà lên nước của ngọc bích ha. Đây mình có một cái, đây cái dầu ha, dầu dừa ha, đây mình bôi bôi này, thấy không, thấy không, bôi tới đâu là bắt đầu nó hiện lên tới đó nè. Đó thì sau này cái ngọc bích mà cái dạng này mà mình đeo nó cũng y như vậy đó. Đó, đó. Đây ha, đây là dầu dừa ha, mình bôi ha. Đó. Sau này đó. Nó cũng y chang như vậy. Thấy khác không? Đó, thấy chưa? Sau này cái miếng này mà đeo ha, đủ thời gian của nó là nó sẽ được như thế này. Đó. Đã chơi ngọc là mọi người khi chơi ngọc là phải hiểu ngọc nha. Ngọc mà muốn mà nó lên nước á, là phải có thời gian đủ lâu thì nó mới thấm cái môi trường xung quanh á, nó mới lên nước được, mới đẹp được, mà nó mới bền. Đó, mọi người giờ thấy rõ chưa? Anh này coi chừng chứ lúc mà anh mới lên nước rồi đẹp lắm. Anh này lại ngọc bích mà được nhiều màu nữa. Đây con miếng này của mình đang đeo đây. Nhìn thằng này nó đồng chất, nó có một màu à. Đó. Anh đẹp ghê không? Đó. Như đó mà bạn phải đeo đủ lâu thì mới được. Chứ còn bên ngoài mà họ làm mấy cái ngọc mà họ phủ bằng keo thủy tinh này kia, nhìn thấy sáng bóng này kia nọ, hoặc là phủ sáp chiếc này, đeo thời gian bắt đầu là nó chóc hết mấy đó ra, mà nó uổng cái thời gian mình đeo lắm. Tại vì ví dụ nó chóc hết cái lớp sáp hoặc là lớp keo thủy tinh ra, đó mà mình muốn nó lên nước tự nhiên ấy, thì lại mất thêm một khoảng thời gian dài nữa. Cho nên mình khuyên mọi người, ví dụ muốn chơi mà ngọc mà lên nước á, đó, thì nên chơi theo cái dạng như này, chơi thô thôi, không cần bóng biết gì, tự động sau này mình đeo đó, nó sẽ ảnh hưởng vào cái môi trường á, đó là theo cái thời gian của mình mà đeo nó thì nó mới quý, nó mới lên nước được, vậy ha, cảm ơn mọi người.